Theo công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm, chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Theo đó, tập trung tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát trên địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn, tổ chức xét nghiệm, vận chuyển thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan.